Cô là ai mà yêu cầu tôi rời đi? Trả lời tôi đi. Nói đi. Cô là ai mà có quyền? Đủ rồi. Nơi cô đang đứng là nhà của Shiva Yadwan Latka. Và tôi là vợ hợp pháp của Shiva Yadwan Latka. Do đó, tôi Shidi Shiva Latka đang yêu cầu cô rời khỏi ngôi nhà của chúng tôi ngay. Rời khỏi đi. Và đừng bao giờ để tôi thấy khuôn mặt của cô thêm một lần nào nữa. Bây giờ cô đã hiểu vai trò của tôi chưa? Hay là cô muốn tôi nắm lấy tay cô đuổi ra ngoài đi? Tôi phải giành quyền kiểm soát. Nếu không, cô ta thậm chí sẽ đuổi cả tôi ra khỏi ngôi nhà của tôi vào một ngày nào đó. Tuyệt vời! Điều này thật tuyệt đó chị dâu. Em đã chờ đợi nó rất lâu rồi đó. Thật tuyệt. Cô giáo, tôi sẽ nói điều đó với cô một cách chân thành. Cô thực sự rất vô dụng đó. Nhưng ít nhất, điều này đã không thể xảy ra nếu như cô không kích thích gì tôi. Thực sự tôi phải cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng cũng như vậy, tôi phải mời cô ra ngoài rồi. Đi đi. Ôi chị dâu, chị thật tuyệt vời. Mình đã được giải thoát. Tại sao tôi lại nói vậy chứ? Chị dâu, sao trông chị buồn vậy chứ? Hãy nhìn những gì em mang đến cho chị đi. Em đã mang vajat và ba chiếc nóng hổi đến cho chị đây. Chị thích từng ớt của họ mà phải không? À, em sẽ ăn thử trước. Em có nghiêm túc hay không vậy em rể? Hãy ăn đi, ăn đi. Ăn thỏa tính như em muốn đi. Hãy thỏa mãn mong muốn của em đi. Trong khi đó hạnh phúc của chị đang bị tan vỡ. Tất cả những gì đang xảy ra, rồi nó sẽ đến hồi kết của mình thôi. Chị biết mà. Chuyện gì vậy chị? Có phải nhà hàng này sắp đóng cửa không? Nhưng tại sao anh ta không nói với em? Em rể, em không bao giờ chịu hiểu vấn đề là gì hết. Chị có nên nói với em mọi thứ, một cách chi tiết của nó không? Người phụ nữ độc ác CD đó, cô ta gần như đã chiếm hết ngôi nhà này rồi. Và sớm thôi, cô ta sẽ đàn áp tất cả mọi người trong nhà này. Rồi sau đó cô ta sẽ đuổi chị ra khỏi ngôi nhà của mình. Làm sao điều đó có thể xảy ra? Không thể nào đâu. Làm sao có thể đuổi chị khỏi đây? Em thậm chí có biết những gì đã xảy ra hôm nay không? Ở nhà của chúng ta, em chỉ dành thời gian đọc những cuốn sách tạp chí và điện thoại của em thôi. Còn không thì tối ngày chỉ biết ăn. Hãy nhìn xung quanh đi. Mọi thứ trong gia đình của chúng ta đã thay đổi rồi. Em thậm chí còn không biết những gì đã xảy ra. Nhưng điều đó đã xảy ra trước mắt của chị đó. Rốt cuộc mình đã nói gì chứ? Mình đã nói những điều đó mà không hề suy nghĩ. Suno, em muốn gì? Em muốn nói một chuyện rất quan trọng. Được rồi, em nói đi. Đúng rồi, em đã học được chiêm tinh học đó. Và em cần sự cho phép của chị để thay đổi tên của chị. Cái gì? Chị không hiểu ý của em. Ý của em là em có thể thay đổi gọi chị dâu thay là chị gái không? Gì? Em có điên không? Gì chứ? Sai chỗ nào chứ? Nhưng em muốn nói điều này. Chị đã đi vào một cánh hùng dũng và cho cô ấy một câu trả lời phù hợp. Chị đã lay động được cô ấy từ bên trong. Đó là một cách tuyệt vời. Tôi, Shidi Shiva Latka, cút khỏi đây. Wow, wow, wow. Xong chưa? Đi đi. Đi học bài của em đi. Chị ơi,
có phải mọi thứ sẽ vẫn như vậy mãi mãi không? Em sẽ không bao giờ được gọi chị là chị dâu sao? Chị nói gì vậy chị dâu? Con gái của giáo viên nghèo thực sự nói điều đó sao? Đúng, chị đã ở ngay đó và nhìn thấy, nếu không thì chị không thể tin được. Nhưng bây giờ chị đã chắc chắn rồi, cô ta đang muốn chiếm quyền kiểm soát trong ngôi nhà này của chị. Vậy em thật vô dụng, em không thể làm bất cứ điều gì. Không có ích gì khi nói với em hết. Chị đã yêu cầu em giấu chiếc vòng cổ đó vào nhà của cha cô ta, nhưng em đã không làm được. Thời gian luôn thay đổi mà chị dâu. Tất cả chúng ta đều học hỏi từ những sai lầm của mình. Vậy bất kể chị nói gì, em vẫn là người duy nhất hỗ trợ chị trong nhà này. Đúng vậy, một cầu thủ đấu với cả đội sao? Em sẽ dùng não bộ của mình khi đội chúng ta thua sao? Suno, chị đã nói với em rồi, đừng suy nghĩ đến tất cả những điều này. Em chỉ cần tập trung vào việc học của em thôi, được chứ? Được chứ. Đi đi, tiếp tục bài học của em. Vậy hãy để yên cho chị học đi, được chứ? Đi đi. Được rồi. Em phải gọi chị là chị Sidi phải không? Đúng. Chị không phải là con dâu của gia đình này? Đúng. Chị đã kết hôn với anh trai của em? Đúng. Điều đó có nghĩa là chị là chị dâu của em đúng không? Đúng. Chị có nghĩa là em sẽ gọi chị là chị dâu phải không? Phải không? Suno, nếu em không rời khỏi đây. Chị ơi, đừng bao giờ rời xa chúng em. Không có gì hết. Nếu chưa sẵn lòng thì ít nhất bây giờ chị cũng đứng về phía trung lập rồi. Sẽ không mất nhiều thời gian để trở nên tích cực đâu. Và một điều nữa, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt, vẫn còn một số tia lửa nữa. Và hy vọng là những gì mà thế giới này dựa vào. Vì vậy, hãy tiếp tục hy vọng. Sidi Sivalatka, Suno, tạm biệt. Nhớ lời của chị đi, cô ấy sẽ xuất hiện trong kỳ thi, đạt chế số điểm cao và khiến anh trai của em tự hào. Cô ấy sẽ không bao giờ mệt mỏi, vì cô ta sắp nắm được quyền kiểm soát ngôi nhà này rồi. Ngay cả Shiva cũng sẽ tổ chức cho cô ta một bữa tiệc. Ngày các em cũng nên chuẩn bị quần áo cho bữa tiệc đó đi. Em có thể làm gì đây? Em không biết cô ta may mắn hay là chúng ta xui xẻo đây. Bất cứ khi nào em cố gắng dạy cho cô ta một bài học, em luôn là người gặp phải rắc rối, và chị thì đạp cho em một cước. Vì vậy, hãy thay đổi vận may của em đi em rể. Làm điều gì đó đảm bảo rằng cô ta sẽ không bao giờ kiểm soát được ngôi nhà này. Chị dâu, đừng lo lắng. Em đã học được những mánh khóe này từ chị. Chị chỉ cần làm một việc thôi. Hãy đưa mọi người ra ngoài sau bữa trưa và khiến cho họ mất tập trung. Trong khi đó, em sẽ lẻn vào phòng của Shiva. Ôi em rể, đó là một ý tưởng rất tuyệt vời. Bây giờ hãy chờ xem, chị sẽ thiết lập một vở kịch hoàn hảo. Hôm nay hãy đi ngủ sớm đi. Chúng ta phải đi sớm vào ngày mai. Chúng ta phải đến đó trước 1 giờ. Chị có thể sẽ bị tắt đường đó. Hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi. Chuyện gì vậy cha? Tay cha đang rung lên. Cha có ổn không? Tao ổn, tao không sao, không có gì hết. Bình tĩnh đi, tao ổn, tao cực kỳ ổn. Kỳ thi của con sẽ bắt đầu vào ngày mai phải không? Phước lành của ta sẽ dành cho con. Tập trung vào bài thi của con thôi, được chứ? Shiva, Shidi phải đến phòng thi vào ngày mai. Con bé cần phải đến đó đúng giờ. Vì vậy hãy đưa con bé đến đó và lái xe một cách an toàn, được chứ? Vâng thưa cha, chúng con sẽ đến đó đúng giờ. Được rồi. Và con sẽ đưa cô ấy toàn vẹn trở về. Cha ơi, cha có vẻ như rất yếu. Cha phải đi ngủ sớm và nghỉ ngơi đi. Tao ổn. Bầu không khí ở nhà chúng ta như thể có một số điều ác sắp xảy ra với hạnh phúc của chúng ta vậy. Nhưng trước đây chúng ta đã từng rất vui vẻ mà. Chúng ta thường tán gẫu sau bữa ăn. Bây giờ thì giống như mọi người đã không còn thời gian cho nhau nữa rồi. Chị dâu, theo thời gian, ngay cả bản đồ của quốc gia cũng sẽ thay đổi. Bản chất con người có là gì so với nó chứ? Chị nói cho em biết đi, chị muốn làm gì? Mong ước của chị là được vui vẻ với gia đình của mình. Nếu tất cả chúng ta cùng làm điều gì đó trong gia đình, chúng ta sẽ có cảm giác gắn kết hơn với nhau. Như vậy chúng ta sẽ hòa thuận hơn.
Vậy thì tại sao chúng ta lại không chơi Antasha đi cùng nhau đi? Ồ đúng rồi, con cũng muốn chơi. Phải, đã rất lâu rồi chúng ta mới chơi nó. Ý kiến này hay đó chị dâu. Phải không? Ta thậm chí còn đã chuẩn bị một hộp kem rất lớn nữa đó. Kem sao? Bunty Balu, hãy chuẩn bị đi. Còn ta sẽ đi lấy kem cho mọi người. Antasha đi, ngày mai sẽ là ngày lễ sao? Không phải nó dành cho ngày lễ sao? Thôi nào, ai quy định rằng chúng ta chỉ có thể chơi nó vào những lễ hội? Gia đình của chúng ta đoàn tụ, vì vậy chúng ta sẽ thường xuyên chơi nó. Không không, ngày mai là ngày Sidi phải đi. Cha ơi, mẹ đang có rất nhiều niềm vui. Đừng ngăn cản tình yêu của mẹ. Cô ấy lại bắt đầu kiểm soát mọi người thêm một lần nữa rồi. Làm ơn. Được thôi, anh ấy nói rồi đó, chúng ta đi chơi thôi nào. Đây là chỗ của con xế chỗ này. Chỗ của chị bên kia kìa. Qua bên đó đi. Nhanh lên. Được rồi, hãy bắt đầu nhanh lên. Không thể lãng phí thời gian nữa, vì ngày mai chị ấy còn đi thi. Được chứ? Đúng. Nào bắt đầu đi. Chúng ta ngồi đây để làm gì? Chúng ta cần phải làm một vài thứ. Hãy chơi Antasha đi bằng cách nhớ tên các vị thần. Không 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 không. Vì đó là ý tưởng của ta, nên ta sẽ là người hát. Đúng. Tôi phải đi uống một chút nước, mọi người cứ tiếp tục đi. Chuyện gì vậy? Đây chỉ là bài hát đầu tiên thôi, em đã sợ hãi đến cổ họng đau rồi sao? Không, không phải, em sẽ quay lại sau 5 phút nữa. Đi đi, đi uống nước đi. Một bài hát bắt đầu bằng chữ T. Kem đến rồi đi. Tuyệt vời. Để con phục vụ cho mọi người. Được rồi. Ngày hôm nay, kế hoạch sẽ không thất bại nữa đâu. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Cô ấy có thể giữ giấy báo danh của mình ở đâu được chứ? Anh bắt đầu đi. Anh sao? Đúng là anh. Nói là gì? Tại sao con lại im lặng? Truyền lại nếu như con không nhớ. Không không, không dễ dàng vậy đâu, con biết nó. Vậy sao? Vậy thì hát đi, con còn chờ linh mục tới sao? Cha không khỏe phải không? Vậy thì không được ăn kem. Wow, anh trai, anh rất tuyệt vời. Này. Này xem nó đi. Ta không được ăn. Mà nó đang làm gì chứ? Không anh rể, anh sẽ không được ăn. Gì? Hãy đưa nó cho cha đi.
anh không thích hương vị này. Hãy đưa nó cho cha đi. Sụ nụ còn này hát bài hát trái rưỡi gì vậy? Chúng ta phải hát những bài hát sùng đạo chứ. Phi Lát đã trốn đâu rồi? Anh ta đi uống nước hay là đi đào giếng đi? Để em đi kiểm tra. Không cần đâu. Em đã làm gì nãy giờ rồi? Em vừa mới mang kem cho mọi người. Để chị đi kiểm tra cho. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Em rể, em đang làm gì vậy? Em còn mất bao nhiêu lâu nữa chứ? Mọi người sẽ nghi ngờ đó. Chị dâu, em làm sao biết được cô ta cất nó ở đâu? Em đang tìm nó đây. Và chị đang ở đây làm gì? Chị nên canh mò họ chứ. Chị có thể canh được sao? Anh trai của em đang hỏi đến em. Hãy tìm kiếm nó nhanh chóng và đến nó đi, nhanh lên. Được rồi, nhanh lên. Em rể. Dinh. Anh rể, tới phiên anh rồi đó. Mình đã tìm thấy nó rồi. Giấy báo dự thi. Được rồi, đến ai hát tiếp đi. Tiếp theo là hai đứa đó. Hát đi. Chị ơi, chị hát hay quá. Ôi chúa ơi, ta tiêu mất rồi, chúa ơi. Cứu ta với. Chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đó là tiếng của Phi Lát. Em trẻ đang làm gì vậy chứ? Tại sao nó lại la loạn lên như vậy? Ôi chúa ơi, cứu ta với. Đó là tiếng của chúa. Shiva, ta chết mất. Chúa ơi. Chúa ơi, Shiva, cứu ta với, cứu ta. Chúa ơi, chúa đang làm gì ở đây? Ôi chúa ơi, ta tiêu rồi, Shiva. Shiva, cứu ta với, anh điêu. Cái gì vậy? Ồ, bắt được một con chuột lớn rồi. Nhưng không phải anh đang ở nhà bếp uống nước sao? Anh đang làm gì ở đây? Đừng thẩm vấn anh như cảnh sát nữa. Ai đó đưa anh ra khỏi đây đi. Được rồi. Chúa ơi. Đứng lên đi chúa. Chuyện gì về Phi Lát? Em đang làm gì ở trong phòng của Shiva? Chúa ơi, ngài không thể đứng về phía con một lần hay sao? Anh ta luôn tự đào mồ chôn mình và khiến mình cũng rơi xuống.